cái lên trên này đi, trên này nhà tay. Ok, giữ nha. Giữ là bắt đầu chiều chiều chiều. Dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa của miền Nam Việt Nam tự do, nay cố đại úy đã ra lời thiên cổ, thân xác sẽ trở về với cát bụi, nhưng hồn phách đã hòa nhập và ẩn khuất trong lá cờ thiêng của Tổ quốc Việt Nam. Thì hôm nay xin cháu gửi lại lá cờ thiêng này cho bà quả phụ Đoàn Văn Đường, nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh bà quả phụ và tham quyến như một linh vật, một hiện thân của cố đại úy Đoàn Văn Đường, luôn sát cánh với bà quả phụ và tăng quyến đến mãi mãi muôn đời. Xin vĩnh biệt nguyên trưởng Đoàn Văn Đường. Mọi người giơ tay lên cái goodbye. Say goodbye nha. Goodbye nghiêm trưởng. Bye bye. Chưa. Ờ, nhà hoàng là nhân viên nhà hoàng.